chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Ngủ cạnh vợ cả đêm, đến khi định đi làm thì con gái 6 tuổi khóc thét lên: "Bố ơi, mẹ không thở nữa." 15 tuổi, bạn bè trang lứa còn ăn chơi nhảy múa, đúng nghĩa với cái tuổi, thì Hương đã phải đi làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh bẩm sinh cho em và kiếm tiền mua thuốc cho bố. Ngày đó, sáng cô đi học, còn chiều cô vào xưởng gỗ của nhà bác họ làm thuê. Bạn bè và cô giáo luôn tỏ ra khó chịu khi Hương chẳng bao giờ đi học thêm. Họ nào hay biết cô còn phải lo cho cuộc sống mưu sinh giúp mẹ. Tuy không có điều kiện học như các bạn, nhưng may mắn là Hương học rất giỏi. Nhà có 4 người thì mất 2 người bị bệnh nặng. Còn mẹ Hương cũng phải đi làm suốt ngày, đêm đêm người nhức mỏi. Dù vậy, bà vẫn quyết tâm cho con gái thi đại học để thoát được cái cảnh nghèo. Học xong đại học, Nai Lưng kiếm tiền gửi về cho bố mẹ ở quê được 4 năm thì mẹ cô giục cô đi lấy chồng. Hương gạt nước mắt, gật đầu nghe lời mẹ và cuối cùng cô cũng lên xe hoa với người đàn ông tên Kha mà cô yêu thương. Cuộc sống hai vợ chồng thời gian đầu khá khó khăn nhưng họ vẫn rất hạnh phúc vì khi đó tình cảm vẫn đông đầy. Ngày Hương sinh con sinh thiếu tháng phải ấp lồng kính. Khi bé cứng lại, hai mẹ con về quê ở cử rất vất vả. Lúc đó, Kha rất thương vợ. Anh cày ngày cày đêm để kiếm tiền gửi về quê mua sữa cho con. Dù khó khăn, nhưng Hưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì được chồng yêu thương. Đến khi con gái được 5 tuổi thì gia đình cô bắt đầu có vấn đề. Kha đi sớm về hôm, anh chẳng quan tâm gì đến vợ con như trước. Bởi vì khi này Kha đang cặp với một cô bé sinh viên. Cô ta trẻ hơn Hương, dẻo miệng và biết chiều chuộng hơn.
Bồ bao giờ chẳng hơn vợ mấy cái khoản ấy. Vợ về nhà, đầu bù tóc rối, lo làm bao nhiêu công việc, làm gì được như mấy em sinh viên rảnh rang kia. Kha dường như biến thành con người khác, anh vô tâm hơn rất nhiều. Đôi lúc vợ kêu anh ôm con, Kha liền khắng giọng. Có mỗi việc chăm con mà cô cũng không làm được thì chết quách đi. Đúng là đồ đàn bà rách việc. Hương gạt nước mắt, ôm lấy con vào lòng. Con bé sốt cao hay lạnh run bần bật, hai mẹ con cũng tự xoay sở. Cô con gái nhỏ cứ hay hỏi Hương rằng, hôm nay bố có về không? Bố có nhớ con không? Hương chỉ biết nuốt nước mắt, trả lời có cho qua chuyện, để con bé không phải hỏi nữa. Ôm con trong tay, nước mắt Hương thi nhau rơi. Cô không biết từ bao giờ gia đình mình lại trở thành như thế này. Gần năm nay, mọi thứ trở nên xấu tệ. Hương muốn nói chuyện với chồng thôi cũng thấy khó khăn lắm. Giữa họ dường như có một khoảng cách vô hình nào đó. Hương ngày càng gầy đi mà chồng chẳng hề nhận ra. Những đêm chồng vắng nhà ngày càng nhiều. Hương van xin chồng hãy suy nghĩ cho con, cho gia đình, thì Kha gạt tai bảo không sống được thì cút ra khỏi nhà. Rồi anh cũng đi mất. Chồng đi rồi, còn Hương cầm tờ phiếu siêu âm trên tay mà òa khóc. Đêm đó cô bồ về quê nên Kha về nhà. Cả ngày Hương thấy mệt. Tối đến dẹp dọn xong, cô đi tắm. Tắm xong thấy người cứ lâng lâng nên Hương bò lên giường nằm. Cô thấy mình cứ hoa mắt chóng mặt rồi lả dần đi. Cơn đau đầu kéo đến dữ dội. Hương muốn nhờ chồng giúp đỡ
nhưng cô lai lai mãi mà anh vẫn không chịu tỉnh dậy. Sáng hôm sau, cô con gái đã dậy tự đánh răng. Kha vệ sinh xong, thấy vợ vẫn nằm im lìm thì lại nặng nhẹ. Làm vợ mà chẳng được trò trống gì, đến giờ vẫn còn nằm lăn ra ngủ. Anh chuẩn bị đi làm thì thấy con gái muộn học. Anh bảo, con lấy cặp sách, bố chở đi học luôn. Con bé thấy bố quát mẹ thì chạy vào lay mẹ dậy, nhưng thấy mẹ nằm bất động. Nó sờ lên mũi thì mẹ đã không thở nữa. Con bé hốt hoảng khóc ré lên, bố ơi, mẹ không thở nữa, bố gọi mẹ dậy đi. Câu nói của con gái khiến Kha đứng hình tại chỗ. Kha chạy vào, con bé òa khóc lên. Lật vợ ra, thấy cô ấy đã chết cứng, Kha sửng sốt. Anh đưa vợ đi cấp cứu, nhưng bác sĩ bảo cô ấy đã tử vong từ đêm qua vì bị xuất huyết não. Kha ngồi thất thiểu. Về nhà, anh lục túi xách của vợ, lấy điện thoại báo cho người nhà, thì chết sững khi thấy tờ siêu âm thai. Kha ngồi đó thẫn thờ. Kha ôm lấy vợ khóc xin lỗi, anh đã hại chết vợ con của mình. Vợ chồng ngủ với nhau cả đêm bên cạnh, vậy mà vợ con chết anh cũng chẳng biết. Nghĩ lại thời gian qua, anh chưa nói một câu nào tử tế với vợ. Kha thấy có lỗi vô cùng, nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi. Đàn ông luôn thế, họ cứ cho mình cái quyền vô tư vô tâm, quyền kiểm soát và quát nạt người khác. Đến khi có chuyện gì xảy ra mới thấy ân hận thì tất cả đã đâu vào đó hết rồi. Thế mới nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng quả chẳng sai bao giờ. Họ hy sinh nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!